Inda 240SC với công nghệ độc đáo của Corteva, giải pháp tin cậy phòng trừ hiệu quả bệnh lem lép hạt và khô vằn trên lúa. Sau khi phun, Inda lập tức loang trải, thấm sâu, chuyển vị và bám chặt vào lớp sáp của biểu bì cây, tiêu diệt hoàn toàn nấm bệnh lem lép và khô vằn. Hiệu quả phòng trừ cao và kéo dài, xanh đồng, xanh bẹ, mẩy hạt, tối đa năng suất, nâng cao lợi nhuận. Inda 240SC, chuyên gia lem lép, đồng xanh, hạt mẩy.